Thưa quý vị, sáng nay huyện Thường Tín tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 22 thửa đất ở xã Vạn Điểm. Theo thông tin của huyện Thường Tín, chỉ có 32 người và 170 hồ sơ tham gia cuộc đấu giá này. Điều này cho thấy đấu giá đất lần này không hấp dẫn người tham dự. Bởi theo quy hoạch, khu đất này chỉ được xây dựng một tầng, mật độ xây dựng thấp chỉ từ 60 đến 74%. Các thửa đất được đấu giá có diện tích từ 234m2 đến 489,40m2. Giá khởi điểm 3.864.000 đồng trên 1 m2, khoản tiền cọc đặt trước tương ứng từ hơn 181 triệu đồng đến 378,2 triệu đồng cho một thửa đất. Cuộc đấu thực hiện bằng phương án bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, người tham gia phải qua 6 vòng bắt buộc, mỗi bước giá là 2 triệu đồng một m2. Trước đó ngày 21 tháng 10, tại cuộc đấu giá 40 thửa đất cũng ở xã Phạn Điểm, huyện Thường Tín, trải qua hơn 15 tiếng với 14 vòng, chỉ có 19 thửa đất được đấu giá thành công. Thửa cao nhất có giá trúng là 52,8 triệu đồng một mét vuông. Đây là mức giá cao nếu so với mặt bằng khu vực.